Chúng tôi yêu thưởng ngoạn thiên nhiên. Chúng tôi muốn những cuộc phiêu lưu mới, những trải nghiệm mới thú vị hơn. Everest là người bạn đường không chỉ cho cảm giác tuyệt vời khi lái xe, mà còn chứng tỏ khả năng vận hành mạnh mẽ đến kinh ngạc. Hãy cùng khám phá. Trang bị điện tử thông minh trên Everest giúp bạn an toàn hơn trên đường. Hệ thống kiểm soát tốc độ chủ động giúp bạn giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, trong khi hệ thống hỗ trợ giữ làn giúp bạn không đi lệch làn đường của mình. Và hệ thống cảnh báo va chạm sẽ hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Các cảm biến xe hoạt động và nếu phát hiện thấy có mối nguy hiểm, hệ thống sẽ chủ động phanh nếu bạn chưa kịp đạp chân phanh. Sẽ chẳng có gì vất vả khi bạn đồng hành cùng Everest nhờ hệ thống cửa hậu đóng mở thông minh và hàng ghế thứ ba gập điện. Nội thất Everest vô cùng tiện nghi và thoải mái, không gian khoang xe cực kỳ rộng rãi, tràn ngập ánh sáng và thật yên tĩnh nhờ hệ thống chống ồn chủ động giảm thiểu hầu hết mọi tiếng ồn vọng từ bên ngoài. Nhờ vậy, bạn sẽ tận hưởng trọn hệ thống âm thanh cao cấp trong xe. Ford Everest chắc chắn mang đến bất ngờ lớn hơn với hệ thống kiểm soát địa hình giúp bạn làm chủ mọi địa hình một cách dễ dàng. Khả năng lội nước sâu 800mm giúp bạn thoải mái chinh phục thiên nhiên hoang dã. Vì vậy, bạn luôn có thể chinh phục những cung đường khó khăn hơn mà vẫn cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Everest giúp bạn có được những khoảnh khắc tuyệt vời cho dù ở bất cứ đâu.